chắp tay búp sen, con nhìn lên Bụt. Bụt đang ngồi yên, dáng Bụt rất hiền. Bụt ngồi rất thẳng, hào quang tỏa chiếu trên vầng trán cao. Hai mắt Bụt sáng, nhìn thấy lòng con, thấy được niềm vui cũng như nỗi khổ. Miệng Bụt mỉm cười, nụ cười từ bi, chưa đầy hiểu biết tha thứ bao dung. Bụt là bậc thầy dạy thương dạy đã ban cho con giáo pháp nhiệm màu, giúp con nuôi dưỡng tình nghĩa hạnh phúc, nụ cười niềm tin dạy con biết thở, ôm lấy niềm đau những lúc tâm con tham đắm giận hờn, si mê ganh tị, để con có thể làm chủ thân tâm, vượt thắng cơn buồn, làm vơi nỗi khổ. Đèn đã thắp sáng, con xin một lòng hướng về Tam Bảo, cùng kinh biết ơn quay về nương tựa. Chắp tay búp sen, con nhìn lên Bụt. Bụt đang ngồi yên, dáng Bụt rất hiền. Bụt ngồi rất thẳng, hào quang tỏa chiếu trên vầng trán cao. Hai mắt Bụt sáng, nhìn thấy lòng con, thấy được niềm vui cũng như
đôi khuôn.